Trong mỗi chúng ta luôn có những điểm tựa vững chắc nhất trong gia đình.
đó chính là con trai của mẹ, những người yêu thương chúng ta bằng tiếng chúc đầu tiên của họ. Và trong những khoảnh khắc long trọng nhất của chương trình tiệc mừng quốc tế ngày hôm nay, tiếp sau đây chúng ta xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị những người chính đang đồng trà hạnh phúc, đó chính là các đấng sinh thành yêu dấu cổ cô dâu của chương trình. Phần quà đầu tiên cho phép chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời về phía họ nhà gái, song thân của cô dâu, ông Nguyễn Văn Cường và bà Nguyễn Thị Thơ. Xin kính mời ông bà cùng tiến về sân khấu. Kính thưa toàn thể hội trường, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho hai cháu và hai gia đình xin gửi tới toàn thể hội trường lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý ông quý bà, cô dì chú bác, anh chị em của hai gia đình và hai họ, kính thưa toàn thể khách quý của các cháu và của hai gia đình, sau một thời gian tìm hiểu, hai cháu Nguyễn Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Đình Đạt đã quyết định đi đến hôn nhân và được sự đồng ý của hai gia đình, hai cơ quan nơi các cháu công tác và của chính quyền địa phương. Hôm nay vào ngày 16 tháng 3 năm Kỷ Hợi, nhằm ngày 20 tháng 4 năm 2019 là một ngày đẹp trời, ngày hoàng đạo. Vào giờ hoàng đạo, gia đình chúng tôi gồm ông bà Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Thị Thơ cùng ông bà Nguyễn Đình Đính và bà Đặng Thị Việt Hoa tổ chức lễ thành hôn cho hai con chúng tôi là Nguyễn Thị Ngọc Tâm và Nguyễn Đình Đạt. Mặc dù đường xá xa xôi, cách trở, thời tiết khí hậu có phần nóng nực, nhưng quý ông quý bà, cô dì chú bác và các anh chị em bạn bè thân bằng quyến hữu của hai gia đình đã không ngại đường xá xa xôi, vẫn chút thời gian đến dự tiệc cưới chúc vui và chúc phúc cho hai cháu, mừng hạnh phúc cho hai gia đình chúng tôi. Thay mặt cho hai gia đình, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và sự chân thành gửi tới quý ông bà, cô dì chú bác và toàn thể quý vị khách quý có mặt tại hội trường lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Gia đình chúng tôi tổ chức vừa công và bây giờ xin mời quý vị nâng cốc để chúc mừng cho hạnh phúc của các cháu Ngọc Trâm và Đình Đạt được trăm năm tình viên mãn. Bằng đầu nghĩa phúc thế, xin trân trọng cảm ơn quý khách.
Và bây giờ quý vị đó cũng chính là lời phát biểu vô cùng sâu sắc và ý nghĩa của thân sư cô dâu đại diện ban tổ chức gia đình chân thành gửi tới các quý vị. Và lần nữa xin chúc mừng, xin chân thành cảm ơn. Phần kính thưa quý vị, công cha núi Thái cao vời, nghĩa nghĩa sâu thẳm biển khơi vô trùng. Và trong những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời, thì giờ đây cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau dâng lên ứng sinh thành kinh dấu của mình lên rượu hồng để bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc. Xin trân trọng kính mời. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng ngâm mình và hòa chung nhiệt liệt. Xin mời các bạn chúng ta.